Hi cả nhà, hôm qua là sinh nhật của mình thì hôm nay mình muốn làm một cái video để chia sẻ những cái món quà sinh nhật, và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đọc hộp để xem coi đó là những cái món quà gì nha. Thì đầu tiên mình sẽ chọn một cái món quà, nó là hơi nhỏ 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 xinh xinh đi. Mình coi nó là cái gì đây. Đây là nhà. Đây là một món quà của một người bạn đã tặng. Người bạn ở bên sinh đã tặng nha. Ồ, cái này là Prada. Prada là một cái dòng nước hoa này cũng rất là nổi tiếng nha các bạn. Đây. Đó. Mình cũng không biết cái mùi hương nó như thế nào, thì bây giờ mình sẽ khui khui ra để mình coi nó là như thế nào nha. Đây. Đây nhá. À, nhìn rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha, rất là đẹp. Hương của nó như thế này. Mùi của nó, cái mùi của nó thơm như mùi hơi hơi là nhẹ nhẹ. À, rất là thơm nha các bạn, mùi này rất là được. Đây. Rất là được nha. Đây, để đây đi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm đọc tiếp theo. Mình sẽ đọc hộp món tiếp theo cho các bạn còn thử coi nha, đó là cái gì. Đây, một cái hộp nhỏ nhỏ màu đen. Cái hộp nhỏ nhỏ màu đen này nó sẽ có gì nha. Cũng là một người bạn mình xin tặng đây. À, trong này nó có gì đây? Đây, đang có những cái gói nước khoáng cho mình xài sử dụng nha các bạn. Đây là một cái cây son. Đây là một cái cây son nha. Để mình coi coi cái màu sắc của cây son nó như thế nào. Đây, cái thiết kế nó nhìn cũng rất là đẹp nha các bạn. Ở trên này rồi cũng có khắc một cái tên, cái tên này. Đó, rất là đặc biệt. Không sao này. Có màu sao nha. Rồi, màu đỏ nha, màu đỏ chót à. Thử coi. Rất là đỏ nha, nhìn cũng rất là dễ thương. Đây, đây là cây son. Đấy, đây là những cái món quà mà các bạn ấy tặng, nhìn rất là dễ thương đó. Tên 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 nào, bây giờ là mình sẽ đọc cái hộp này nha. Con đó là cái gì trong này, rất là tò mò này, nó dễ thương lắm. Đôi giày nha các bạn. À, đoán con đó là cái gì? Đó là nước hoa quá. À, đôi giày nha. Đây là cũng hãng nước hoa có thương hiệu này. Đó, các bạn nhìn coi. Đó, chị. Nè, nhìn rất là đẹp nha. Đây là cái nước hoa mà bằng cái hình dáng là chiếc giày. À, trong này thì nó có nước hoa và nó có cả cái kem dưỡng da này. Cái này dành cho body, dành không mở quá, không biết mở làm sao luôn. Trời, nó cứng quá. Đây, nước hoa nè các bạn. Đây là cái nước hoa bằng cái đôi giày nha. Nhìn rất là hấp hay nè. Đó, yeah. Nước hoa bằng hình đôi giày nha.
ok. Mình sẽ cái này thì không có mở nha, không có nó mở nên đây chỉ có thử nước hoa ra đây thôi. Mình để xịt nó lại tay trái và bây giờ mình sẽ thử tay phải vào cái mùi nước hoa như thế nào. Mùi nào cũng rất là thích, mùi này nó thơm lắm các bạn ơi. Cái mùi này á, cái nước hoa loại này á hiện ở trên thị trường bán là rất là đắt hàng nha, cái loại này nè rất là đắt hàng. Mà bạn mới nhìn thì mình không có thường xuyên xài nước hoa cho nên cũng biết mở hay sao nó. Nãy giờ mình thấy bây giờ mình mới, thật ra cái này không cần mở, chỉ cần là đây cái đầu này là cái đầu để xịt ra thôi đó, thì mình mở thơm lắm, mùi này rất là được. Đó, thôi mình đặt những cái món nào nhỏ nhỏ trước đi, những cái món lớn thì từ từ mình đặt nha. Đây mình sẽ đặt cái giỏ này trước nha. Rồi, ở trong này nó có cái gì đây mình đoán được ra nha. Đây là cái những cái hình như cái đồng hồ quá ta, các cái đồng hồ bên tay để mình đặt thử, đó gọi là đồng hồ nha. Khui ra nó phải đồng hồ không? Đáng là cái đồng hồ đó, nhưng mà cái chính xác phải không? Tên tên là cái gì bên trong? Các bạn ơi, đây tên tên đây là cái đồng hồ nha. Đó, đồng hồ này nhìn rất là dễ thương, màu đỏ nè. Thử thôi nha. Trời ơi, nhìn rất là đẹp nè các bạn, thấy không, cái đồng hồ nè đó, rất là thơ dễ thương. Cái đồng hồ này nó có hai dây, loại dây luôn, thì nếu mà xài dây đỏ mà mình không có thích cái màu đỏ nữa thì mình có thể thay đổi là mình đổi cái màu màu đen, vì nhiều khi mình xài riết màu đỏ mình chán nên mình xài màu đen thay tới để thay đổi cho nó phù hợp thôi. Ok. Tên wow, nước hoa nè, rồi đồng hồ nè, rồi còn gì nữa đây, những cái món nào nhỏ nhỏ mình làm trước. Đây nè các bạn, tên, tên, tên. Đây là Gucci, đây là một cái thương hiệu nước hoa nổi tiếng, để coi ở trong đó nó sẽ như thế nào. Đây cái này dành cho toàn thân. Đây có cái này nữa, trời ơi bài nói chơi bài nói chơi đó. Đây còn có thêm một cái giỏ nữa nè, cũng thương hiệu Gucci à, Gucci à. Đây à, đây bạn coi. Đây một bộ luôn nha, vừa có nước hoa vừa có cái chai để có thể top up, để có thể làm đầy còn nữa nè, nó như một cái dạng là dầu thơm gì đó nè. Đây chai dầu thơm nha, chai này để top up để phù hợp nạp những cái chai mà nó mình hết. Và cái này là dạng như một cái xà bông. Mà mình thử cái mùi của mình như thế nào nhé. Mùi này so với hai cái mùi trước thì nó nhẹ hơn, cái mùi trước nhưng mà cũng rất là thơm. Wow, rất là thích nha các bạn.
Ở cái video này thì là những cái quà sinh nhật của những bạn mà đã tặng cho mình. Thì ở đây quà sinh nhật thì mình không không có nâng được kia, không, đó là những cái gì có giá trị, nó không, nó là vô giá rồi, nó là những gì đáng trân trọng và kỷ niệm, cho nên mình ở đây mình không chia sẻ là giá cả của những cái món đồ này là bao nhiêu tiền, mà mình chỉ muốn là khui tập hợp ra để cho các bạn thấy ở quà sinh nhật ở bên sinh này thì các bạn ấy cái mua tặng thì nó có những cái gì thôi. Nói chung là nó cũng giống giống Việt Nam mình thôi chứ không có gì hết, nhưng mà là giá trị của những món quà thì nó là vô giá rồi, cho nên thôi mình không chia sẻ cái giá tiền từng cái món quà là như thế nào nhé. Nhưng nó cũng là những cái hàng thương hiệu đó, bạn thấy gì nãy giờ mình giới thiệu là toàn là thương hiệu. Đây còn đây là một cái hộp rất là to, đây là một cái hộp này, nó là cái gì đây, mình không biết nó là cái gì, mình để mình coi nó là cái gì. Ui, như một chiếc túi ăn bông nè, mệt quá, nặng như gì đó, không biết nó là cái gì. Đây là những chiếc túi ăn bông gì đó. Ui, đang tan tan. Đây, đây là nước yến, nước yến nha các bạn. Đó, nước yến là bên sinh nó làm như một cuốn album, cuốn sổ đó. Đó, trong này thì có 6 chai. Này, cho các bạn coi. Này, nước yến nha. Ui, này nước yến. Wow, đẹp quá. Thấy ốm quá, muốn cộng bỡ sao mà mua nhiều nước yến cho mình. Trời ơi đây. Hấp dẫn đây. Bánh tan, món này là món cuối cùng. Mình sẽ khui cho các bạn coi. Đây. Món này thì có bạn ăn như tờ giấy nha, đưa món này mà nó xinh xinh là chúc mừng sinh nhật của bạn nè. Ồ, đây là đồ những đồ Hàn Quốc á, có mẫu của đồ Hàn Quốc này. Đó, rất là dễ thương, biết mua luôn biết xài. Đây một cái quần như là một cái bộ đồ thể thao, cái bộ đồ ở nhà mẫu quá, rất là dễ thương nha. Yeah. Đây đó thì mình làm cái video này để lưu lại những cái kỷ niệm mà mình đang sống và làm việc ở sinh, rồi mỗi khi mà sinh nhật thì bạn bè đợi tặng những món quà gì, rồi đọc hộp nó sẽ có những cái gì ở trong, mình muốn chia sẻ cho các bạn thôi. Rất mong là các bạn sẽ thích và ủng hộ những cái video tiếp theo. Video của mình thì luôn sẽ làm chia sẻ vào ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nhé. Rất mong các bạn sẽ đón xem video của mình và xin chào.